lúc em đói em hay quậu lắm, mà quậu thì em hay thích cắn. Cắn đâu lắm. Thường là em cắn ai, đó giờ cắn ai? Cắn ai ở chung với em cắn hết. Bạn trai có thích bị cắn không? Dạ, đôi lúc cắn cho nhớ chị. Cắn nhẹ nhưng mà cắn ngay á, cứ cắn hoài vậy á, nhưng mà cắn nhẹ. Nấu ăn thôi nha. Thì em nấu anh rửa chén. Anh lau nhà cho em được không? Giờ thí dụ như ba má em không đồng ý thì sao? Ba má em là sợ em khổ thôi, này đâu có gì đâu. Anh không có gì trời, sao em biết không có? Là không có nhiều lắm á. Không có tỷ gì đâu á. Không. Tên Khoa. Cảm ơn em. Tính ra anh cũng không cao lắm. Có lịch làm việc cho cá nhân mình. Ví dụ như tối 3-5-7 từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ là anh đi tham gia đánh tennis, anh sẽ không cái thời đó anh cũng không có nghe điện thoại của em. Một tuần ta đi chơi tới đó thứ bảy máu chảy về tim, thứ bảy ta để đi chơi bạn gái, thứ bảy em đi đánh tennis, bạn gái gọi em không bắt máy là cái lý do gì? Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Thôi đi bạn. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ em chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Thị Ái Thi, sinh năm 1995, em đang sống và làm việc tại Buôn Mê Thuột. Em đang làm việc gì? Dạ em làm ở rạp chiếu phim Starlight. À, ở trên Buôn Mê Thuột luôn hay là? Dạ. Từ trên đó xuống đây đăng ký chương trình. Cái lúc em đăng ký là em còn ở trong này, em mới về đó mấy tháng thôi ạ. À, bây giờ về đó ở luôn á hai em? Dạ. Là quê mình ở đó. À, mời bạn nam giới thiệu. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia và chào tất cả mọi người, quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Phước Anh Khoa. Em sinh năm 1991. Em hiện tại đang làm trưởng phòng kinh doanh của công ty bất động sản. Em làm ở khu vực quận 9. Là quê mình ở đâu em? Dạ, quê em ở Quảng Nam, Đà Nẵng chị. Quảng Nam, Đà Nẵng. Bạn gái bên kia công việc của bạn làm cụ thể là gì hả bạn? Dạ em làm ở rạp chiếu phim anh ạ. Bán vé hay là mình nhân viên xoát vé? Rạp chiếu phim vậy là khỏe rồi, có điều kiện mình coi phim rồi ha. Dạ. Thôi, nhưng mà bây giờ hai người ở hai nơi kìa. Cái chung chút xíu người ta sẽ tính của chuyện yêu nhau xa cách mấy giờ cũng gần đó mà. Thì em muốn quen người ở Sài Gòn để em vô lại đây sống với chị. À, muốn quen người ở Sài Gòn để vô trở lại đây sống. Trời ơi hay vậy. Điểm mạnh điểm yếu của em đi bạn gái. Dạ điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, hòa đồng vui vẻ, lại thích con nít. Còn điểm yếu của em là lúc em đói em hay quậu lắm, mà quậu thì em hay thích cắn. Cắn đau lắm. Thường là em cắn ai, đó giờ cắn ai? Cắn ai ở chung với em là em cắn hết. Bạn trai có thích bị cắn không? Dạ, đôi lúc cắn cho nhớ chị. Cắn nhẹ nhưng mà cắn nhay á, cứ cắn hoài vậy á, nhưng mà cắn nhẹ. Rồi còn gì nữa không em? Dạ không ạ. Nhiều đó hả? Cái đó là điểm yếu đó rồi đó hả? Hơi ham chơi một chút. Đúng rồi, còn nhỏ nhưng mà. Nhưng mà tại vì em muốn quen một người nào chững chạc hơn để nắng em lại ạ. Em thấy bên bển sinh năm 91 là chững chạc chưa? Dạ rồi, tại vì em đang đi kiếm bạn trai sinh năm 91 hoặc 87. Em thích hai tuổi đó tại vì nó hợp với em ạ. 91 là vô rồi đó. 91 là vô rồi, hơi khỏe rồi. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em sao? Thừa thắng xông lên luôn đi em. Dạ, em thì điểm mạnh của em là tự lập. Em nhanh nhẹn, vui vẻ, hòa đồng. Dạ, hoạt bát, mọi thứ em làm được hết. Em có cái gì em quyết tâm là em sẽ làm được. Em được mấy mối tình rồi? Em được 2 mối tình anh. 2 mối tình, dạ. Lý do tại sao chia tay? Do là trong cuộc sống có những cái gia đình em nó thay đổi, có những cái xảy ra nó không mong muốn. Cũng gia đình bên kia họ cũng cảm thấy là trước đây thì nó muôn đăng hộ đối, tức là hai gia đình đều tốt hết, nhưng mà sau đó gia đình mình không tốt. Nói chung có sự thay đổi mà gia đình bên kia không đồng ý. Không đồng ý, dạ, nên cô bé đó không có quen em nữa. Người ta không cho quen thì cô bé đó cũng không quen em nữa. Tức là cô gái đó nghe lời gia đình. Cô bé có cũng nghe lời gia đình, cũng có lén quen em một chút xíu khoảng 3 tháng. Sau đó là cô ấy phải nghe lời gia đình, tại vì gia đình chu cấp cho cô ấy. Còn em thời điểm đó là đang khởi nghiệp. Còn bên kia? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là quen hơn 4 năm. Trời ơi, hơn 4 năm. Dạ. Cái người thứ hai của em là quen hơn 1 năm. Tại vì cái người thứ hai của em là làm bên nhạc á chị, nên ba má không thích. Khi đi sớm về khuya rồi cứ ở nhà một mình hoài vậy sao, sau này mà cưới đó. Nên thôi, cái em cũng chia tay luôn. Chà, vậy anh này chắc ổn á, anh này làm kinh doanh là chắc được rồi. Nhưng mà ba mẹ em có đặt cái tiêu chí gì khi đến tham gia chương trình không? Có dặn dò gì trước không? Dạ không ạ. Chỉ cần sinh năm 91, hợp tuổi. Không, cái 91 với 87 là tự em đặt ra. Nói chung giờ em phải vượt qua hai cái ngưỡng này nè. Một là phải là 91 hoặc 87. Hai là ba má em phải chịu em mới chịu, đúng không? Dạ. Ngoài ra em còn cái tiêu chí gì nữa không? Muốn để tìm bạn trai. Em thích bạn trai tự lập, không có dựa vào gia đình có chính kiến nữa chị. Rồi. Em thích bạn trai... Anh ơi. Sao em? Anh biết làm việc nhà không anh? Anh biết chứ, tại vì anh ở một mình mà, thì anh tự làm rồi. Em chỉ biết nấu ăn thôi nha. Thì em nấu, anh rửa chén. Anh lau nhà cho em được không?
Vậy thôi đó hả? Thì nói chung là em cứ nấu ăn ngon, còn lại là để anh lo. Đó. Em hỏi bạn gái coi giờ em cần điều gì? Có điều gì em không thích? Nói chuyện bạn gái đi. Em không thích bạn trai nói nhiều, nói bậy. Nói chung là nói cái gì nên nói thôi chứ đừng có nói bậy quá. Em yên tâm, tại vì anh là gương mà, làm gương mẫu phải làm điều tốt không làm điều xấu đâu. Em đừng lo. Gương mẫu cho ai? Dạ cho nhân viên, rồi cho cho vợ mình tương lai, cho con mình. Hay. Vậy bạn trai đặt ra cái mẫu tìm bạn gái là người như thế nào nè? À, em cũng tìm bạn gái sinh năm 91, 93, 93, 95. Vui vẻ, hòa đồng. Rồi bạn cũng khéo ăn, khéo nói. Thì bạn bên kia em thấy bạn đó khá là khéo ăn nói. Em cảm ơn nha. Ngoại hình, ngoại hình. À, ngoại hình thì ưa nhìn là được rồi chị. Em thích cô ấy tự lập hơn. Thích cô ấy tức là sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho. Gái nào mà không thơm. Nói gì đâu mà thiệt. Bây giờ có cái điều gì em về ngoại hình, em có cái mẫu người lý tưởng gì không? Không khô, không hói, không bụng bự. Anh có hút thuốc không anh? Không, anh không hút thuốc, anh chơi thể thao nên yên tâm. Hỏi anh có hô không? Hô, hói, bụng bự dính cái nào không? Khó hết luôn á. Hô một đống luôn, bụng bự, bự chảng luôn. Để chị qua coi. Dạ. Dạ chào chị. Cái này cũng kiểu như đang sang lắp mặt bằng rồi kia thôi ha. Không, cũng giống anh Linh, cũng chưa, nghĩa là mới cái vùng ven thôi. À vùng ven thôi, ở xa chị. Nó cũng ấy lắm mà. Sao láng láng à? Nó gần gần ha. À, em cao bao nhiêu? Dạ, em cao mấy 6-7 chị. À, mặt mày thì sáng sủa, da dẻ rất là mịn màng. Trưởng phòng này rồi. Chắc ngồi văn phòng không, điều lính đi không quá không? Dạ. Dạ luôn hả? Bây giờ hơi xa chút xíu vậy mình hẹn hò sao? Nếu mà bạn đó ở xa vậy thì em sẽ cố gắng lâu lâu thì em sẽ lên thăm bạn đó, lâu lâu em sẽ nói bạn em xuống, anh dắt em đi chơi ở Sài Gòn. Lâu là bao lâu? Cô này đẹp lắm. Nói chung là một hai tuần là lên chơi 2-3 ngày. Bye bye. Vừa 2 tuần cái lên được chơi 2-3 ngày. Bạn này đẹp gái lắm, ráng lên nghe cưng. Dạ. Ráng lên, mà có ghen không? Ở ghen xa vậy chị. Rồi có ghen không? Không, em nghĩ là hả, em cũng không ghen đâu. Tại vì do là mình khi mà quen á là mình phải tin tưởng và mình hãnh diện cái người mà bạn gái của mình. Được á, anh này được nha, giỏi, tuổi trẻ tài cao. À, cảm ơn chị. Được. Được em, rất là có ý chí, vậy là ngon đó. Ngon, đàn trai thì ngon á. Được rồi. Bây giờ bà đàn gái qua phỏng vấn nhiều quá, nóng mặt luôn hả? Dạ. Đến qua phỏng vấn đàn gái rồi sao? Ta đẹp, ta có quyền. Thôi đừng ăn hiếp quá hả? Chứ đẹp ăn hiếp có quyền. Chết rồi. Đàn trai cũng hơi bị ngon lắm mà nha, đẹp trai lắm mà. Về Sài Gòn được không? Dạ được. Được hả? Mà em muốn ba má em á là nếu mà về Sài Gòn là phải cưới mới về, còn không có vô đó ở nữa. Lên lên thăm ảnh thì nhà cho đi không? Ví dụ lâu lâu về Sài Gòn chơi 2-3 ngày thì dạ, nhà cho có đi. Có chứ, bữa giờ em về đây về Buôn Mê mấy tháng, 3-4 tháng là em xuống lại 4-5 lần rồi. Tức là về được, đi lại được, không sao. Nhưng vấn đề giờ thí dụ như ba má em không đồng ý thì sao? Ba má em là sợ em khổ thôi, này đâu có cái gì đâu. Anh không có gì chứ, sao em biết không có? Nghĩa là không có nhiều lắm á. Không có kỹ gì đâu á. Không, anh yên tâm, em sẽ thuyết phục được. Thôi được rồi, em thấy được rồi. Trai tài gái sắc đấy, được. Rồi. Anh thấy hợp lý. Nhà gái bữa nay đi có ai đi cùng không? Dạ, có hai bạn thân em ạ. Chào em, trời bạn cũng xinh quá. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả trong trường quay. Em tên là Thu Giang, là bạn thân của Ái Thi. Bạn em có ưu điểm là rất là dễ thương, năng nổ, nhiệt tình, rất là lanh, nói chuyện hơi bị nhiều. Còn nhược điểm là hơi nhõng nhẽo, còn ham chơi. Nhìn thấy anh cũng phong độ, đẹp trai, tác phong chững chạc, công việc ổn định. Em cảm thấy là hợp với bạn em. Cảm ơn em. Bạn trai có đi với ai không em? Dạ em có đi với anh đồng nghiệp. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Sơn, cũng là đồng nghiệp của Khoa. Thì ở ngoài thì hai anh em rất là thân như là anh em trong nhà vậy đó. Đánh giá về Khoa thì em thấy Khoa là một người sống rất nguyên tắc và có trách nhiệm, có bản lĩnh. Yeah. Còn về thì bạn nữ bên đây thì em thấy là những cái mà chia sẻ vừa rồi á, là em thấy là những cái gì mà bạn nữ đang có là cái mà Khoa đang muốn đi tìm. Cảm ơn em. Dạ. Thôi bây giờ là do hai bạn thôi. Cho đôi trẻ gặp nhau nha, cố gắng nha. Bây giờ là tuổi tác rồi là được hết rồi đó. Dạ. Cố lên. Được cái về Sài Gòn ở luôn. À, chào em. Em chào anh. À, anh bạn em. Em cảm ơn. Chào Ái Thi. Dạ. Em có nhớ tên anh không? Tên Khoa. À, cảm ơn em. Tính ra anh cũng không cao lắm. À, anh nghĩ tầm 1. Đứng lên lại cho cô nhìn kỹ coi.
ta quyết định đi bỏ núi xuống miền xuôi là quan trọng lắm. Dạ. Quay vòng cho cổ coi. Đó, được không em? Dạ rồi ạ. Rồi. Em ở Buôn Mê Thuột đúng không? Dạ. Thì anh biết là đi cũng hơi xa nhưng mà anh nghĩ là khoảng 2 tuần một lần được không em? Dạ được. Thôi 1 tháng cũng được, anh lo làm đi anh. Dạ. Anh sống nguyên tắc là nguyên tắc sao vậy? À, thứ nhất là mình có, anh có một cái lịch làm việc cho cá nhân mình. Ví dụ như tối 3-5-7, từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ á, là anh đi tham gia đánh tennis. Anh sẽ không, cái thời đó anh cũng không có nghe điện thoại của em. Một tuần ta đi chơi, ta nói thứ bảy máu chảy về tim. Thứ bảy ta để đi chơi bạn gái, thứ bảy đi đánh tennis. Bạn gái gọi không bắt máy là cái lý do gì? Đâu có, nó có lịch chị. Anh làm bất động sản, thứ bảy đi đánh golf để làm gì? Ở đó có rất là nhiều người liên quan đến cái việc kinh doanh của anh ấy. Mà bỏ thứ bảy cho ta bỏ chuyện làm ăn rất là quan trọng. À, thành ra thứ bảy nó quan trọng chỗ đó đó. Chị đúng ngày thứ bảy á, 6 giờ đến 9 giờ chị, em gọi hoài cho chị. Mà em xác định là đi đánh tennis xong là không có đi chơi với em đâu, đi nhậu cho coi. Đó, cái đó hai người tự trao đổi đi. Chị chỉ khơi ra vậy thôi, chiến tranh tụi em tự giải quyết. Đổi được không em, đổi được không? Dạ thì mình sẽ cố gắng thay đổi. Anh chỉ có mê tennis thôi hả, hay mê gì nữa? Anh hả? Anh cũng đi du lịch, đi ăn vặt, rồi đi xem phim. Còn ví dụ như là hả? Xe, game, điện thoại hay là cái gì nữa đó. Còn không, nhiều thứ để mê lắm, anh có mê tennis thôi. Ờ thì anh chỉ mê cái đó thôi. Rồi bây giờ mình hỏi cái chuyện mà thí dụ giờ mình hợp nhau hết rồi, khoảng bao lâu nữa mình có thể kết hôn được? Em thì khoảng bao lâu, theo em khoảng bao lâu? Năm sau anh mà. Năm sau hả? Tại vì em muốn vô liền. Đối với anh cái gia đình đó, nó rất là quan trọng. Anh muốn có một cái hạnh phúc, nó chọn cưới á, là cái người đó anh sẽ lựa chọn đến cuối con đường. Nếu như anh có một cái quyết tâm được đi nước ngoài như quen nhau á, thì em có sẵn sàng cùng bọn để gia đình ở Việt Nam mà đi với anh không? Chưa nghĩ tới, nhưng mà em chỉ xưa giờ em ước á là chụp hình cưới ở nước ngoài. Nhưng mà nói chung là có tình yêu thì đi đâu cũng được anh à. À, cảm ơn em, và đó rất là tuyệt vời. Rồi thôi, bây giờ nhắm mắt lại và suy nghĩ nói gì, mời hai bạn. Nếu em là một giọt nước mắt trong đôi mắt của anh á, thì anh sẽ không bao giờ khóc. Tại vì anh không muốn em rời khỏi anh. Chính xác, cảm ơn em. Suy nghĩ thật kỹ nha. Khi các bạn đồng ý bấm nút là các bạn đã trao nhau cái duyên trên sân khấu này, trước mặt tất cả người thân bạn bè của bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rất nhanh. Không phải là muốn xuống thành phố là bấm đâu. Anh ấy cũng rất bản lĩnh và có cá tính đấy. Hãy nắm tay nhau đi bạn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên trong ngày gặp mặt này. Rồi, anh hôn em một cái nhé. Dạ. Dễ thương. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia cùng quý khán giả. Em xin giới thiệu tên họ đầy đủ là Nguyễn Trọng Nhân, đến từ vùng đất nắng gió kiên cường Tây Ninh quê em. Một ngày đẹp trời, bồi hồi nhận ra là mình bị ế, cho nên đăng ký. Bạn muốn hẹn hò, cậy nhờ ông Mai, bà mối trợ giúp. Nếu được thoát được ế, cảm ơn vạn lần, em xin hết ạ. Hy vọng ngày hôm nay chuyến xe Tây Ninh chuyển bánh chở những niềm vui hớn hở đón em về. Dạ. Mời em gái giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Diễm My, em 24 tuổi, quê ở Cà Mau. Hiện tại em làm ở Sài Gòn. À, em làm công việc gì? Dạ em làm công nhân. Bây giờ ở quận mấy? Dạ quận Bình Tân. Lên đây lâu chưa? Dạ mới lên, tại mới ra trường rồi lên luôn. Em học y sĩ với dược sĩ ạ. Học y sĩ dược sĩ, sao giờ đi làm công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm. Em học dược trung hay là? Dạ dược trung ạ. Vậy sao giờ mình không đi tìm những cái tiệm thuốc, mình vô làm cho người ta, sẵn mình lấy kinh nghiệm luôn mà mình đi làm công nhân? Tại em cũng có học y á, nên em cũng có kinh nghiệm bên y rồi, nên giờ kiếm tiền thôi. Trời ơi, tôi chưa thấy cô gái nào lạ vậy luôn. Học ra có bằng cấp đàng hoàng, giờ đi làm công nhân để kiếm tiền cái đã. Rất hay. Em cũng học y, nhưng mà em học bên xét nghiệm. Em đang công tác tại
một phòng xét nghiệm của bệnh viện huyện. À, xét nghiệm tức là vô lấy máu trước là xét á hả? Dạ đúng rồi. À, người lấy máu của người khác nhiều nhất đây. Vậy là hai người cũng có một chút xíu gọi là phù hợp với nhau trong công việc, sau này cũng hỗ trợ được nhau ha. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? À, dạ ưu điểm của em cởi mở, hòa đồng, mỗi cái thì em cũng biết chút chút nấu ăn đồ. Còn khuyết điểm của em là tánh tình của em nó hơi già so với lại bề ngoài của tánh em. Tình thôi đúng không? Là sở thích của em thì nó là trồng hoa và nuôi cá. Dạ. Tính tình hơi già là chỗ đó. Dạ. Không vậy cho nó yên bình em ơi. Giờ dạ, anh thấy là trồng hoa nuôi cá nó yên bình được rồi. Dạ bạn em nói em sắp về hưu rồi. Ưu điểm cái khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là chắc hơi vui tính. Nếu mà gặp người lạ thì ít nói, nhưng mà gặp người quen á thì khùng lắm. Dạ không sao đâu, em cũng khùng lắm ạ. Tình trường em sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Tình trường của em như tờ giấy trắng ạ. Không có một mối tình nào luôn. À, dạ. Có cảm giác yêu thương gì chưa? Dạ có thì cũng có quen, nhưng mà chưa tới cảm giác yêu thương thì đã không tiếp tục. Quen bao lâu? Quen khoảng bao lâu? Thì có bạn tìm hiểu nhiều nhất thì chắc cũng được 3 tháng à. Có thích con trai không? Dạ không ạ. Chắc chắn là thích con gái đúng không? Dạ thích con gái mới đăng ký chị. Tình trường của em gái làm sao? Dạ em có 3 mối tình. À mối tình sâu đậm nhất, dài nhất sau này là bao lâu? 3 năm mà. Lý do sao 3 năm mà chia tay em? Công tác cũng xa rồi lăng nhăng. Lăng nhăng hiện được. Trời ơi bao lâu rồi? Chắc 2 tháng. Cái gì mới chia tay có 2 tháng à hả? Rồi bây giờ quên bạn trai chưa? Tại bạn đó lăng nhăng rồi người này người kia. Em cũng biết lâu rồi, cũng tha thứ rồi. Cứ vậy hoài, chứng nào tật nấy phải không? Dạ. Chào em gái xinh đẹp. Chào anh ạ. Mới có 2 tháng thôi, có còn giữ kỷ niệm gì không? Dạ không, xóa sạch. Nhưng mà em đăng ký chương trình mà muốn hẹn hò bao lâu rồi? 3 năm rồi. Cái gì? Làm sao? Bị rối vậy? Dạ tại lúc đó là em chưa có quen á, nên em đi học Cần Thơ á. À lúc đăng ký mà muốn hẹn hò là chưa quen cái anh đó? Dạ chưa quen. Rồi cái em đăng ký thì trong quá trình em cũng có tìm hiểu. À dạ. Rồi chia tay xong chương trình điện là em đi luôn. Trời đất ơi, coi như là trong thời gian chờ đợi chương trình gọi là em đã quen được một mối tình và chia tay luôn rồi đó. Là hên là chương trình gọi ngay lúc mới chia tay 2 tháng là lên luôn. Anh tưởng đâu nói chương trình báo em bỏ ông kia. Em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Dạ người chuẩn chạc, vui tính nhưng mà vui đúng chỗ, mà nhây đúng lúc nữa. Không hiền quá nhưng mà cũng hiền với em được rồi. Em cao 1m62, bạn nó phải cao 1m7 hoặc 75. Đừng có đô quá vừa được rồi. Không dạ, có đô lắm rồi. Trồng hoa nuôi cá thôi, không đô lắm được rồi. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm, đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng. Cái gì? Sao em sợ? Dạ tại vì người ta trong trắng quá, người ta quen á, cái người ta chưa biết gì hết trơn. Dạ dạ, bạn nữ bên kia cần biết gì? Em biết, em cần biết gì, em cần biết, cần biết gì ạ? À? Giống như là hẹn hò, người ta cũng mong mình chủ động nữa hay gì kia đó. À, dạ. Em biết hẹn hò không? Hẹn hò em biết, chủ động được. Chủ động được, còn dạ, gì nữa? Nhìn với em thích bạn trai ngực bự. Gì? Ngực bự là ưỡn sao? Ngực, ưỡn ngực cái bự. Dạ ưỡn lên hả? Ưỡn cái bự không? Cỡ anh Quỳnh Linh được không? Cỡ anh được không? Không cần, không cần đẹp mà. Miếng ngực bự đúng không? Dạ dạ. Chi vậy em? Tôi nghĩ yêu cầu này phải của đàn ông chứ ta. Ngực cực bự chi vậy em? Dạ tại em thích gì đó. Thích. Dạ bụng đụng phệ quá. Không, bụng thon lắm. Dạ dạ. Bụng cũng cỡ anh được không? Hấp hấp cũng vô được ạ. Cũng vô được đúng không? Dạ. Nhưng mà có kinh nghiệm này nè. Dạ. Biết hung chưa? Dạ hung má được rồi. Hung má rồi. Đó, dạ, vậy là dạ, chưa có kinh nghiệm rồi. Dạ kinh nghiệm tới đó chắc được rồi chứ. Được không? Cái đó được không? Này chắc vậy đào tạo lại quá. À đào tạo lại được. Rồi anh đăng ký đi học luôn. Ok. Đào tạo lại là được. Trời đất ơi, bữa nay đàn trai lép dế rồi nha. Để tôi qua tôi coi, nhưng mà nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Thì có 2 năm. 2 năm. 2 năm nữa mới đủ đủ tiền để mở tiệm. À, tiệm giờ ta có tiền ta cho mở tiệm, đầu tư mở tiệm mà chịu không? Chị thì em rút ngắn lại tí ạ. À, bên đây thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Tầm 1 năm rồi. À, mình có cùng nhau rồi hỗ trợ giúp đỡ rồi cho bạn gái sớm sớm mở cái tiệm bán thuốc tại nhà rồi sinh con đẻ cái lập nghiệp dạ, luôn. Cái đó thì được. Nhà em thì chị họ của em cũng có nhà thuốc tây ở nhà. Một mẫu người bạn gái như thế nào?
10 năm trước á, thì mỗi người bạn gái em có 10 chỉ tiêu. Mỗi một năm nó mất đi chỉ tiêu, giờ hình như là cũng còn có 1-2 chỉ tiêu mà. Không cần đẹp, dễ thương là được rồi. Rồi. Ngoan, hiền với lại biết lễ phép là được rồi. Có đủ luôn. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cằn nhằn, với lại tính ghen, không có chăm chút cho việc nhà. Mà nó nghe nè, sao để móng tay chi dài dữ vậy em? Dạ. Gì? Có nhiều những cái công tác trong công việc cần ạ. Ủa, làm nó nhanh gọn hơn là mình đi kiếm cái đồ. Cái đồ. Ủa, làm dạ. Xét nghiệm mà lẻ móng tay nhiều là dơ lắm đó chị. Ờ đúng rồi đó. Dạ vô đó là đeo bao tay mà. Đâu có tay lủng bao tay sao? Dạ bao tay của em đúng size của em, không bao giờ lủng. Bao tay thì chỉ có bao tay mỏ nó mới dày thôi anh, còn bao tay thường nó đâu có dày. Đúng chưa? Chung ngành tao biết. Bao tay nào cũng đeo được hết, tại vì size lớn thì nó không bao giờ lủng được đâu ạ. Em thấy thường thường trai mà lẻ móng tay là cái tính hơi nghi nghi. Trai mà để móng tay là hay gì nè. Đứng đứng lên đi kiểm tra coi. Dạ. Được chị. Có ngực bự không? Dạ. Rồi em đủ tự tin em nghĩ là em sẽ hung được không? Dạ, tự tin được. Tự thì tự bạn nói bên kia bạn có kêu là có đào tạo. Huấn luyện đào tạo đó vậy, em cũng đăng ký đi học rồi. À, được rồi. Dạ. Đứng đi. Thôi bây giờ vậy mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với mẹ, chị gái với em trai ạ. À? À, dạ. Chào cô Cát Tường, chào chú Hoàng Linh. Linh. Chào quý khán giả. Tôi mẹ Diễm My. À, theo nhận xét của tôi thì tôi thấy cháu trai bên đây thì cũng vui tính. Thì tôi cũng mong sao cháu với Diễm My được bấm nút để tới hôn nhân thì tôi rất vui. Cô Cà Mau mới lên luôn á hả? Dạ. Ở dưới làm gì, nghề gì cô? À, tôi mua bán gà vịt chú. Cô nghe con mình lên chương trình cô đến thăm thôi đúng không? Dạ. Rồi chiều cô về đúng không? Dạ. Chiều cô vẫn để tương lai về được không? Cái đó cũng chưa biết được vì không biết sao. À, để coi nó, để nó nhận xét rồi từ từ mới mình mới biết được chứ. Cô, bây cô giờ yêu cũng... cầu gì nó không cô? Dạ. Yêu cũng... cầu gì nhắn nó luôn đi. chưa biết được chú. Nói vài câu với gọi là má vợ tương lai có thể đó em. À, dạ thì nhìn con, cô kìa, nhìn cô nói đi. Dạ con không có hứa là sẽ cho em tất cả những thứ mà em muốn, nhưng mà con hứa sẽ cho em tất cả những thứ mà con có. À, cô chào chú. Dạ. Rồi bên đây nhà trai mình có ai nè? Em đi với lại hai người phụ nữ quan trọng là mẹ với lại em gái của em ạ. Xin chào và anh Hoàng Linh với lại chị Cát Tường ạ. Dạ. Chào quý vị khán chào giả cô. Trường quay. Nhân thì ở nhà rất là hiền và biết quan tâm tới mọi người. Cái phần mà tới giờ này mà cháu chưa có bạn gái á, là cũng là do lo đi học quá. Học xong rồi ra trường kiếm việc làm. Việc làm xong rồi chờ ổn định thì mới nghĩ tới là riêng tư. Yeah. Thì nãy giờ cô thấy cháu cũng ngoan, cũng hiền, nói chuyện cũng vui vẻ. Dáng dấp đó thì cũng xinh. Nếu mà về được làm dâu nhà cô thì cũng không có gì là khó khăn đâu. Tại vì nhà cô là cán bộ viên chức không à. Ba mẹ và Nhân cũng đi làm hết. Chỉ còn em là đi học thôi. Dạ, cảm ơn cô. Xin cảm ơn cô. Hôm nay đàn trai có một vài câu nói với đàn gái chút xíu đi. Có hai bà xui nè. Tây Ninh với Cà Mau gặp nhau. Tiến lại gần nói một vài câu với nhau đi, biết đâu sau này mình thông gia với nhau sao, đúng không? Dạ, tiến tới trước đi cô. Chị nhận xét về thế nào hiện trai em ạ? À? Tôi thì nhận xét cháu thì thấy cũng nói chuyện dễ thương, kiêm tốn, lịch sự. Thì nhà mình thì ở Cà Mau, nhưng mà quê ngoại của Nhân á là chính thức là cũng ở miền Tây, Long An. Nếu như mà mình có duyên á, về làm xuôi với nhau. Đây cũng muốn là đi xa để tìm hiểu mà. Vậy chị cũng... có ngại là gả con ở xa không? Không, chị duyên nợ của nó tới đâu thì tôi cũng chấp nhận thôi. Biết đâu đúng không? Đó. Trời ơi, dễ thương quá à. Dễ thương quá. Biết đâu chúng ta sẽ là thông gia với nhau. Dạ, mà cũng là thông gia ta cũng có thể là những người bạn rất tốt với nhau. Và ngày hôm nay cũng là một cơ duyên để hai người phụ nữ chưa bao giờ biết nhau, ở rất xa nhau, đã gặp nhau trò chuyện như là chị em với nhau ha. Chúc mừng điều đó. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ kéo rào để cho hai bạn trẻ gặp nhau và trò chuyện. Anh có món quà gửi tặng em ha. Dạ, cảm ơn anh ạ. À, sở thích lúc rảnh rỗi của em là làm cái gì ạ? Em hay chạy xe đi hóng gió á. Mà bạn em chở mà tại em không có xe. Anh cũng thích đi hóng gió, thì có về thì anh về anh chở em đi hóng gió được.
Rồi em có nhận xét gì về anh không? Hơi hiền, tính tình chắc cũng kỹ. Nói chung là môi trường bệnh viện thì em cũng biết rồi, phải kỹ thôi. Anh thấy em thế nào? Hồi hộp, em rất là xinh, anh thấy là thấy thích. Nhân, em thấy ngực anh thế nào? À, em thấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn của em không? Dạ chắc cũng hơi, nó chỉ hơi bự thôi chứ nó chưa bự. Người ưỡn ngực ra nhá, trời ơi. Dạ anh ơi, cái này có thể cắt được không? À được, cái đúng này rồi. Thì mình cái này thì bỏ được bình thường. 2 năm nữa thì có sao quá không? Anh tính 1 năm. Tại giờ nữa. Em đang kiếm vốn á. Kiếm vốn là đó, em kiếm một mình, còn nếu mà kiếm hai mình thì rút ngắn lại được không? Giờ kiếm chồng mà kiếm vốn. Dạ cả hai. Giờ nếu như mà bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không? Có thì chắc sớm hơn một chút. Vốn mở tiền thu tay khoảng nhiêu? Dạ em chưa biết nữa. Ủa trời ơi, thì sao em tính chưa? Là 2 năm, em đi làm 2 năm tại em. Dạ em nghĩ 2 năm là sẽ đủ. Vốn tiền thu tay thêm khoảng nhiêu em trai? Dạ tùy theo quy mô thôi ạ. À. Tùy theo quy mô mình bán ở tỉnh hay ở huyện hay ở xã thôi. Thì khoảng nhiêu? Nói chung là khoảng tầm 100 triệu đổ lại. Trời vừa. Ơi à, không tới đâu. Thấy không tới em nghĩ đâu. Là hơn á anh. Ờ anh thấy không tới đâu. Nếu mà kẹt quá sách bịch ra ngồi bán cũng được. Ở nhà thì cũng có tiền thuốc tây, thì anh cũng hay chạy ra thì thấy cũng không đến nỗi phải nặng vốn vậy đâu. Anh cho mình gói đầu được mà. Ừ. Bán thuốc tây mình gói đầu được. Ôi vậy đơn giản rồi. Dạ. Sao? Thì mình chỉ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu thôi, còn thuốc thì mình gói đầu được. Em định về quê bán đúng không? Dạ, tại em cũng không thích sống ở thành phố. Dạ, vậy chắc cũng phù hợp với lại sở thích về hưu của anh. Hai người gặp nhau được đấy. Nhưng mà về Tây Ninh hay là về Cà Mau? Dạ, em có làm dâu được không? Nói dạ được á. Nói chung là mẹ anh cũng không có yêu cầu làm dâu đâu, nhưng mà tại vì trai lớn trong nhà thì nhà cửa cũng có sẵn rồi, thì được thì tốt nhất là vậy thôi. Dạ em nghĩ là tính của em sẽ hợp, tại em cũng biết lo lắng cho nhà. Nhưng bây giờ chưa tới chuyện đám cưới, là còn 2 năm nữa nè. Bây giờ hẹn hò đang ở xa, thì tuần hẹn gặp nhau được mấy lần để mà tìm hiểu mới rút nhanh mới cưới được chứ? Hàng tuần thì nếu mà không trực thì một tuần lễ em có thể xuống Sài Gòn được. Dạ thì hẹn hò cũng dễ, không đến nỗi khó đâu ạ. Dạ anh nghĩ là em phải xuống nhiều hơn đó. Em làm ca đúng không? Làm theo ca. Dạ em làm ca 12 tiếng. Dạ. Cực à, làm cực lắm ạ. Dạ lúc trẻ thì gán hả? Anh biết nhậu mà. Giao tiếp thì chắc là được, anh rượu thì anh không uống được nhiều. Em thích người uống nhiều. Trời đất ơi. Cái này tập cũng được luôn nữa. Có thể là đi giao tiếp được nhưng mà tới chừng mực nào đó. Thì dạ. Đúng rồi, anh nói là anh uống giao tiếp được thì ai giao tiếp với anh bao nhiêu thì anh giao tiếp dạ, lại. Dạ anh giao tiếp thường mấy thùng mà. Trời ơi. Thì đối tượng giao tiếp với mình bao nhiêu thùng thì mình giao tiếp lại y hệt. Thôi không ẩu nha. Đối tượng uống chừng 3 thùng là anh chết, không có giao tiếp nữa đâu. Con gái uống được không? Em uống được không? Dạ dân miền Tây thì người nào cũng biết uống rượu hết à. Dạ đúng rồi. Em uống được mấy lít? Em uống được chứ 1000 ml quá. Cũng được, vậy có thể là nếu mà anh cũng hơi sơ sức qua bên rượu thì chắc em cứu anh được á. Anh có hút thuốc không ạ? À không. Đừng có nói em thích người hút thuốc nha. Dạ không, mà tại vì em bị dị ứng thuốc. À, tốt. Nguyên nhà giờ mới thấy bình thường lại rồi đó. Dạ, nguyên nhà của em là dị ứng với khói thuốc luôn, không có tiếp xúc được. Rồi, thôi bây giờ trao đổi vậy cũng đủ rồi. Bây giờ bạn trai mình nói một gì đó tỏ tình, hay là mình hát một bài hát tỏ tình với bạn gái đi, rồi mình kết thúc cái cuộc nói chuyện này. Dạ, vậy thì em cũng xin hát tặng bạn với lại khán giả một bài ạ. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Làm như cái nghề của nó cũng giận như bài hát á. Đi vô mà thấy khám bệnh mấy người lấy máu cứ nắm tay vô thật chặt. Nó chặt để nó nổi gân lên nó lấy đúng không em? Dạ đúng rồi. Bây giờ để tay vào đây, để tay vào đây. Hai bà thông gia hợp rồi đó. Gọi là tương lai cũng đã gặp nhau rồi, cũng rất là yêu thương nhau, hung nhau rồi. Giờ mình chờ hai nhỏ nó hung thôi. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có bấm mà.
À. Rồi. Nắm tay nhau thật chặt, nắm tay nhau thật lâu. Dạ. Dạ, tại vì kỹ năng cũng non yếu thì con cũng xin phép cô. Dạ. Thôi thôi, nhẹ nhàng lắm. Bạn trai cũng cô gái đưa cái má nhẹ quá. Trời ơi, nhẹ nhàng thế lắm. Dễ thương gì đâu. Rất là hạnh phúc ha. Đây là gì? Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai. Xin mời nhà gái. Rồi bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Bắt đầu đi em. Lời đầu tiên xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân cùng bạn nữ và toàn bộ khán giả. Con tên là Hoàng Văn Cương, năm nay 28 tuổi. Quê thì ở Yên Bái, nhà thì ở Bình Thuận mà hiện tại thì đang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần kem Tràng Tiền chi nhánh Sài Gòn. Ở quận mấy? Ở khu công nghiệp Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Rồi còn mình giới thiệu nào? Con chào cô Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh với cả chú luôn. Chú luôn, không phải gì phải anh cả. Dạ vâng, chú luôn. Chú Quyền Linh và bạn nam ở bên kia. Con tên là Phương Anh. Năm nay con 27 tuổi. Quê con thì ở Hà Nội. Nhưng mà con sống con sinh ra Quảng Ngãi. Con vào Sài Gòn được 2 năm. Vậy đó hả? Đang làm gì con? Dạ con đang là nhân viên marketing. À vậy hả? Em trai, bây giờ em phải nói cho mọi người biết là sở thích rồi điểm yếu, điểm mạnh của mình là gì? Con nói về điểm yếu trước đi. Rồi, nói đi. Thứ nhất là cho công việc vận hành hút thuốc. Đó, thì cái đó là điểm yếu. Rồi. Mới lại công việc thì giờ giấc nó cũng không cố định. Khách khứa rồi công việc. Có khi buổi tối là mình không được về nhà. Mình đi thì nhiều khi, ví dụ như có bạn gái hay có gia đình, thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng về sở trường á. Điểm mạnh thì con có thể nấu cơm. Nhà thì có mỗi một thằng, nên là toàn bộ cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok, quan tâm người khác. Rồi, nhà gái. Con mình giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì chắc là con khá là tự tin và độc lập. Tại vì là từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Còn điểm còn yếu? Về điểm yếu của con thì chắc có lẽ là ở cái gương mặt. Tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần hoặc là chảnh. Tại vì là mặt của con cái cấu hình nó vậy rồi. Nhìn nó hơi khó chịu. Nếu như mà con không cười. Cấu hình khó chịu hả? Dạ. Mình thay cấu hình. Nếu mà bạn nói bạn không cười thì người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu. Là con bằng tuổi con gái lớn cô, con bé xí ngầu. Cái tuổi này nó vậy đó Linh ơi. Coi cấu hình sao mà không có cười coi. Thôi xinh mà. Nhưng mà nó không cười là nhìn nó khó chịu liền. Đâu không cười coi. Đó. Nó giống xí ngầu á Linh. Nhìn quạo quá. Không vậy cứ cười hoài đi. Dạ. Hả? Cười hoài cũng hơi cười hoài đi. Bây giờ này nè. Mình có mấy mối tình đây? Nói cho nhà gái biết đi. Mấy con thì có hai mối tình. Hai mối. Mối tình đầu tiên là từ thời học sinh. Rồi bỏ qua. Bỏ qua. Mối tình thứ hai là từ năm 27. Mấy năm? Không, trong vòng một năm thôi. Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. Bạn không chi tiền đúng không? Làm chung công ty không chi tiền. Vì con sợ quản lý chặt quá. Quản lý chặt quá nha. Có quản lý chặt không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi, đàn gái mình... Con có mấy mối tình nè? Con mấy mối tình rồi? Dạ, con khoảng 4-5 mối tình. Chà cũng dữ à nha. Vậy là cười đó nha. Rồi sao chia tay 4-5 mối đó? Dạ nói chung là không hợp thì không có duyên thì không có tiếng xài. Mối dài nhất là mấy bao lâu? Dạ khoảng 2 năm. Mối ít nhất là ít nhất thì khoảng 6 tháng ạ. Cũng nhiều nha, vậy là yêu nhau cũng để lâu lắm mà. Sớm á, yêu sớm chứ. Rồi bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà chung thủy. Chung thủy. Cái đó là cái mà gọi là cái quan trọng nhất. Cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình. Đúng rồi. Thì nó mới có được cái sự chung thủy đó. Rồi. Ngoại hình với mẫu hình lý tưởng của con? Con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay là soái ca gì hết.
thì gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi. Hiền dạ. lành, ưa nhìn. Con thích những người nhìn hiền lành. Để cô qua cô coi có hiền thôi, không. Ưa nhìn là ưa nhìn rồi đó. Hiền lành thì từ từ coi sao chứ giờ mới gặp sao. Chào con. Dạ. Thế nãy giờ bạn gái nói vậy con cảm thấy là mình có đáp ứng được cái yêu cầu của bạn không? Con thì chị sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi. Mét 33 mới thấp. Rồi bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. Người đầy đặn nhưng mà không mập quá. Đầy đặn cỡ đó được chưa? Từ hồi sáng giờ là chưa gây lộn với ông nha. Nha ông mối mai nha. Còn về khuôn mặt thì sao? Con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không không sao cô, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi đúng rồi, hay. Sẽ cho bạn cười hoài đúng không? Dạ. Cứ chọc là cười thôi, hỏi kiến người thân thôi. Đúng rồi, con đi với ai vậy? Con đi với anh con. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào tất cả khán giả trường quay. Con là Sơn, anh họ của Cương. Thì hôm nay thật sự rất là bất ngờ mà khi Cương gọi để đi tham dự chương trình này. Thì mình cũng vì em thôi tin tưởng mình thì mình cũng cố gắng sắp xếp. Thứ hai là hỏi bạn gái chút xíu, nãy giờ chắc Cương chưa hỏi em thì anh hỏi này tí ha. Cái về tiền bạc gia đình á, nếu mà có gia đình thì theo em ai sẽ là người giữ tiền bạc em? Đối với em thì em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu. Em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn là để cho một người giữ. Ok Cương, anh thấy ok đó Cương. Con đi với ai? Dạ con đi với chị gái ruột. Chị gái ruột ơi, dạ. Đâu rồi? Chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Thì con đã coi chương trình của mình rất là nhiều rồi. Và hôm nay rất là vinh hạnh được ngồi ở đây để tham gia chương trình. Thật sự là sau khi mà nhìn hai bạn ngồi cạnh nhau và bị vướng một cái xe dạ. hoa như thế này thì thấy rất là hợp luôn. Về cả ngoại hình rồi cả cách nói chuyện, chỉ mong rằng là sau khi bức rèm được vén lên thì có thể là hai bạn sẽ có thể trao đổi thêm để có thể hiểu nhau hơn. Còn về ngoại hình và cái cách mình các bạn nói chuyện thì khá là hợp rồi ạ. Dì, tốt rồi, cảm ơn. Mở rào. Bắt đầu đi Cương. Quà, mình tặng quà đi con. Dạ. Mở quà có ý nghĩa món quà của mình. Em chào anh. Quá trời vậy đó hả con? Tặng cái gì mà tặng quá trời cái tặng là vậy? Hoa. Tặng quà phủ đầu mà. Ừ. Dạ. Em sợ. Có thấy lạnh không? À có anh. Ừ. Em đoán được cái gì rồi chị? Em nghĩ là kem. Chụp. Chính xác. Ừ. Cái này là quả cầu. Nè, nó cúi te cho nè. À. Có một người. Hai đứa sẽ như vậy. À, một người con trai và một người con gái. Dạ. Đây anh có thể mở cái cuốn sổ này ra, nó không phải là cuốn sách, cái này là cái cuốn nhật ký rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt, anh nghĩ là có thể mình sẽ viết chung đi. Thì anh có thể đọc ở trong cái nội dung ở trong này, cái trang đầu tiên là cái trang mà em viết cho anh đó. Ok mở đọc luôn con. Chào anh, đây là một cuốn nhật ký rất đặc biệt mà em tặng anh. Cuốn nhật ký này để anh có thể viết mọi cảm xúc tâm sự của mình dành cho người con gái định mệnh nào đó của anh. Sau này, khi gặp được người con gái của cuộc đời mình, hãy trao cho cô gái ấy cuốn nhật ký này để cô gái ấy có thể hiểu được những gì anh đã từng trải qua nhé. Khi em cảm thấy trông chênh, cô đơn nhất, em cũng đã viết một cuốn nhật ký như vậy. Đó đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và không còn thấy cô đơn nữa. Em là người viết trang đầu tiên này tặng anh, hy vọng cũng là sự mở đầu tốt đẹp và biết đâu được cuốn nhật ký này sẽ không cần viết trang tiếp theo nữa vì đã có em ở đây rồi. Quá trời hay rồi. Mới còn càng muốn rụng tim nữa. Dạ. Con kết câu cuối chú, có em Linh ở đây rồi. Không? Linh hồi đó không có lãng mạn gì không Linh? À, không, đó mua xôi rồi tặng không. Làm gì có nhật ký lãng mạn gì. Ồ, vậy là em vô Sài Gòn 2 năm hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như cái công việc của anh với của em thì nó cũng sẽ tựa như vậy. Như anh thì anh đam mê công việc, cái gì anh cũng làm, ở công ty có việc gì không vừa mắt là anh làm hết. Cho nên là đôi khi
không có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ, tối có khi là 10 giờ về đến nhà. Nhưng mà đó là anh đang độc thân. Và anh cảm thấy làm việc cho nó quên đi cái nỗi buồn, cho nó vui. Biết đâu được đấy, sẽ có một ngày nào đó ta làm 5:30 là anh chạy thẳng về nhà. Anh chỉ cần một lý do thôi. Hiện tại thì anh ở Sài Gòn, anh ở một mình hả? À, anh ở Tân Phú, ở cùng mấy anh em nữa. Thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm của anh trong tình yêu. Anh thì rất ngại bạn gái mà quản lý nhiều. Ví dụ quản lý về cái gì? Ví dụ khi anh đi, anh nói hôm nay anh sẽ đi gặp khách hàng, tiếp khách, nhậu nhẹt. Đó, anh nói thẳng như vậy. Nhưng mà ví dụ như đang ngồi mà gọi hoài á, thì nó sẽ mất hay. Khi mà anh đi là anh nói anh đi, và giờ anh về là anh sẽ về. Đó. Vậy thì nếu ví dụ như em cũng thích đi nhậu hay em thích đi bạn bè, những cái công việc riêng của em được không? Không sao, bởi vì á, mỗi người nó sẽ có một mối quan hệ xã hội. Không thể nào mà hai người yêu nhau lấy nhau mà chỉ có hai người sống trong vòng tròn nó được. Thì mình vẫn phải có quan hệ xã hội. Bây giờ người phụ nữ hiện đại không phải anh lên về là em phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rửa chén. Ai về trước thì làm, hay là hôm nay em mệt, anh mệt, phụ nhau vào làm. Chứ không phải là người ta hay nói sợ con trai bác nó ra trường này nọ. Đó, thì anh cũng chia sẻ thẳng. Em có hay ghen không? Không anh, em không ghen. Em cũng không thích quản lý. Tại vì em rất là dễ tính. Nên là lúc trước là em hay bị phản bội á. Là cũng vì cái lý do em rất là dễ trong cái chuyện đó. Em đề cao ở cái sự mà tự giác. Thì anh nghĩ là cái tuổi của mình nó cũng không còn trẻ nữa. Cho nên anh nghĩ là khi mà đã xác định, đã tìm hiểu, mình sẽ tiến tới. Bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi. Còn em thì sao? Khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn? Em thì em sẵn sàng rồi. Tại vì là mọi người thấy em cứ hay than ế, xong rồi em mới quyết định em đăng ký cái chương trình này đó. Nói chung là em thì em sẵn sàng. Mà em chỉ có là em muốn tìm một cái người mà thật sự làm cho em cảm thấy em có thể đồng hành với người đó được. Người đó cũng có thể đồng hành với em được. Em khá là mạnh mẽ. Cho nên là ví dụ khi người đàn ông người ta tiếp xúc á, người ta sẽ nghĩ mình liệu mình có bao bọc được cô ấy không? Có thể cô còn ghê hơn mình, thì mình phải làm sao? Không, nhưng mà đối với anh bình thường, cứ để em cười vậy là xinh. Rồi, tốt, quá tốt. Tốt rồi, tốt rồi, okay. Tốt quá rồi. Câu cuối cùng chốt hạ là hay đấy, cứ để em cười là hay rồi. Bây giờ nào, em hãy tiến tới nắm tay cô gái. Ừ, này, và cái giọng này chắc hát hay lắm đấy. Đúng rồi, còn để chúng ta thử trao nhau cảm xúc, xem cái cảm xúc nó có hợp với mình nữa hay không. Nắm hai tay hết đi. Đó, cứ nhìn thẳng mắt nhau và hát tặng nhau một vài giai điệu nào đó. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đó, giọng con rất là hay luôn á. Rồi, cảm bạn gái, cho hát một câu rồi nó đáp lại đi. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây. Dù biết trong lòng con yêu con thương lắm đấy. Nếu anh đi, hãy cho em được nói với anh một lời. Dù tình ta sẽ chia, em vẫn yêu anh. Trời ơi. Hay. Ủa Linh, tụi con giống như bổ sung cho nhau á. Một đứa giọng kim, đứa giọng thổ. Đúng mà rồi, rất là hay luôn. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nói mỗi người một câu nào đó mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về đối phương. Sao chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện? À, chúng mình gặp nhau nó là cái duyên. Còn đến với nhau được hay không, nó là cái nợ. Em có thể để anh trả cái nợ đó cho em hay không, đó là quyền của em. Mà anh hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội. Em nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội đó. Em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Okay. Rồi. Nó không cần gì đến mình nữa rồi. Chúng nó tự nói với nhau là nó bấm rồi. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Một. Một mà nó cạch cạch hết luôn rồi. Linh ơi, Vân bị hốt hoảng quá. Hai. Ba. Bấm chưa? Đó. Cạch cạch. Bắt đầu chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Ok rồi, bây giờ sẵn vậy, đặt nụ hôn đầu tiên đi con. Ngại đó. Cái đó không ngại được, cái đó là luật rồi. Dạ nói vậy. Sống thôi chứ và làm không việc theo lắm. Pháp luật nghe. Tao chưa nói gì hết mà vẫn tưởng nó ngại. Anh xin lên nha. Hãy nắm tay nhau thật chặt. Trời ơi,